Bữa nay con trai của Thoa dẫn Thoa đi ăn chicken của một cái nhà hàng Nhật, là đây là một cái chicken mua 2 pound, hai mẹ con mua 2 pound mấy á đó, and anh chấm với cái sốt này nè. Bây giờ là Thoa sẽ thử coi là chicken ở đây nó làm ngon không nha. Trời ơi, ngon quá. Thịt của nó rất là mềm. Thấy không? Cái da nó rất là giòn. Mà bên trong thịt đó, nó rất là juicy, không phải là xoay đâu nha. Coi là thịt ở bên trong này nó có nước, chứ nó không có khô teo vô tan nha. Ăn rất là ngon các bạn. Hai má con Khoa ăn hơn 2 pound, chỉ có tốn có 25 đồng thôi. Nhưng mà hai mẹ con ăn no bụng mà vẫn còn dư này. Cái này là mang to go nha các bạn. Thì hôm nay là lần đầu tiên Khoa tới đây ăn á. Thì ông chủ á, thay vì là Khoa phải mua 2 cái sốt để Khoa chấm á, ông chủ tặng cho Khoa luôn, là coi như Khoa xem được 3 đồng cộng đấy. Ông tặng cho Khoa 2 cây vít. Ông chủ rất là dễ thương. Ngày hôm nay Khoa tới đây Khoa ăn, thấy ông mới chiếu đãi mình tốt quá, cho nên ông chủ này là người Mỹ nha các bạn. Thấy chiếu đãi tốt quá, thôi Khoa review luôn cái đồ ăn của ổng ấy luôn. Nhưng mà chicken ở đây rất là ngon, Khoa rất là thích.